bánh xèo. Em ngồi đây em ăn và nhớ tới các anh chị ở phương xa, ở các thành phố khác, ở Việt Nam cũng như là tiểu bang khác hay là các quốc gia khác. Hy vọng một lần sau em có dịp gặp lại các anh chị. Về cho thấy con thuyền nước đi vào mùa xuân mới sáng. Cô bé là được chương trình giỏi vậy đó hả? Xa rồi ngày ấy ly tan. Hay ha. Tôi đi giữa trời bồi hồi cờ bay phấp phới. Mặc đại dương sóng to mưa gào, đàn chim bé trong làn chớp xanh, yêu trời tự do á đông, thương về đồi núi xa xa. Ôi, em
Ôi đừng vương hót theo xuân bầy. Về cho thấy con thuyền nước nước đi vào mùa xuân mới sáng. Xa rồi ngày ấy ly tan. Cái bánh đây là đạt làm cho kỷ niệm 37 năm đạt cái thường đã gặp nhau. Hôm nay có một cái may mắn, thật ra không ngờ. Thường đã dẫn gia đình từ Đan Mạch ghé thăm gia đình Đạt. Điều bạn vợ vô cùng của Đạt, cũng như vợ các con. Chị có chị ngồi vô thì còn để hai cháu thôi. Cả xã Thường và các cháu. Nè, hai hai. Xin được khai mạc cái bánh này chúc mừng ngày 37 năm tái ngộ. Cũng như chúc mừng 50 năm kỷ niệm trường Thanh Thơ Mát ngày hôm nay. Thì các bạn chia vui dùng. Đây, con đi ngồi đây. Hai bác ngồi đây luôn. Chị, ngồi lên. Hai bác. Lấy cái này ra. Không, để chụp hình này. Để chụp hình. Okay, hai bác ngồi. Chị, bác Đạt ngồi đây luôn. Bác Khác ngồi đây luôn. Bác Khác ngồi đây. Bác Khác. 37 nhà mới kiếm cho mình để chụp á. Trời ơi, mà em mất chữ không ổn quá hả? Không sao. Hôm nay tụi lại nó chật nữa sao? Năm tới bà đã làm bà. Sạc nghiệp. Bác đây ngồi, bác cái trạm. Này đi nè. Mò thai. Rồi, cảm ơn cháu. Cảm ơn mà làm. Có quay phim không ạ? Có. Thôi anh nói gì thì anh nói đi, bắt cặp nói rồi thì anh nói đi, thì mới quay phim được chứ. Rồi, sau 37 năm bố mới gặp lại được bác Đạt, người bạn cũ năm xưa. Nhưng mà đúng là thật sự là trái đất tròn, đi đâu thế nào mình cũng ngày gặp nhau thôi. Chúng tôi rất là vui, cảm ơn Đạt với gia đình Đạt đã đón tiếp gia đình chúng tôi rất là thịnh soạn ngày hôm nay. Thịnh soạn rất là cảm động, món rất là cảm động không? Rất là cảm động. Dạ, dạ. Hai món nữa chưa ăn. Xin cảm ơn và mong có ngày mình gặp nhau ở bên Đan Mạch. Wait to cut off your dad. Yeah, the candles. Yeah, có món quà tặng cho gia đình của Thường. This is his birthday. Wait, did he say don't record him or record him? I didn't hear him. 37 năm rồi hả? Chưa qua tí ăn nến á. 37 năm luôn hả? 37 năm á. Từ năm 75, năm 2012. Là bắt đầu. Bắt đầu. Và lại là bác Hải tặng cho anh Lý. Mạch, bác Đăng. Mỗi cháu đều có hai món quà trong đó. Trời ơi. Và cái này là của vợ chồng Thường. Trời ơi. Bác ơi, bác khách sáo quá không dám. Trời ơi. Cái này á phải quay phim rồi mới đưa cho ông chủ coi để cho nó tức. Nếu mà không tới thì là mất quyền lạc. Cảm ơn hai bác nhiều lắm. Có gì xấu hổ quá. Lên xấu gì trời. Anh chị tới đây là cái món quà quý giá nhất rồi. Không phải cái gì hơn. Xấu hổ quá. Đây, để giấy nữa, để giấy nữa. Có rồi. Để giấy. Ok, nói chị ơi. Không một cái nữa. Con có cách là cháu nào ngày sau tỏi nhỏ cháu cũng gì em không anh nào cũng vậy tôi nó xa cái bụng một mùa thương kết muôn hoa lòng người về đây cho